Dịch COVID-19 đang bùng phát mạnh ở nhiều nơi, đặc biệt là tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau 2 tuần thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, số ca nhiễm ở địa phương này vẫn liên tục tăng cao. Để hỗ trợ bà con người Quảng Ngãi đang gặp khó khăn ở thành phố Hồ Chí Minh có nguyện vọng về quê, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã có nhiều văn bản đề nghị phía thành phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện để đưa xe vào đón bà con. Vì thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện chỉ thị 16 và nhiều biện pháp mạnh để phòng chống dịch, nên xe vào thành phố Hồ Chí Minh phải có sự kiểm soát và tuân thủ nghiêm ngặt quy định. Đến chiều ngày 23 tháng 7, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản giao cho các cơ quan hỗ trợ tạo điều kiện cho đoàn xe của tỉnh Quảng Ngãi vào đón bà con tại bến xe miền Đông. Ngay sau khi nhận được văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Quảng Ngãi đã gấp rút thực hiện các khâu để đảm bảo chuyến đi an toàn đúng quy định phòng chống dịch. Chiều ngày 23 tháng 7, những người liên quan đến công tác đưa đón như lái xe, y tế, công an, tình nguyện viên đã được xét nghiệm. Sau khi xét nghiệm, những người này được cách ly tập trung để đảm bảo an toàn cho chuyến đi. Hàng hóa nhu yếu phẩm do các tổ chức cá nhân ở Quảng Ngãi hỗ trợ cũng đã được chuyển lên xe để gửi vào cho bà con thành phố Hồ Chí Minh. Công an tỉnh đã có văn bản gửi cho công an thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh dọc quốc lộ 1 để hỗ trợ cho đoàn đi thuận tiện. Chiều ngày 24 tháng 7 tại bến xe Chiến Nghĩa, đoàn đã xuất phát vào thành phố Hồ Chí Minh với 10 xe. Dự kiến sẽ đón bà con thời gian từ 12 giờ đến 17 giờ ngày 25 tháng 7 tại bến xe miền Đông. Trong đợt 1, tỉnh Quảng Ngãi sẽ đón 200 bà con thuộc diện khó khăn đang ở thành phố Hồ Chí Minh về quê. Những người được hỗ trợ đưa về quê trước khi lên xe phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Sở Giao thông thành phố chủ trì hỗ trợ giúp bà con Quảng Ngãi về quê an toàn. Danh sách người về quê được chuyển đến các địa phương nơi cư trú biết để hỗ trợ bà con được phép ra khỏi địa phương. 200 người được đón về từ thành phố Hồ Chí Minh sẽ được đưa đến cách ly tại ký túc xá của công ty QISC ở xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn. Theo kế hoạch, tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiếp tục tổ chức đợt đưa đón thứ hai với 200 người dân cũng thuộc diện khó khăn đang ở thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu về quê. Công ty Chiến Nghĩa hỗ trợ miễn phí tất cả các chuyến xe đưa đón và vận chuyển hàng hóa, lương thực thực phẩm từ Quảng Ngãi vào tiếp tế cho bà con ở thành phố Hồ Chí Minh.